Rồi, kính chào các bác. Thì bữa nay là 11 tháng 7 2017 nè. Mình mới về thêm lô máy 6 chiếc. Trong đó có DC70, DC95 với chiếc 105. Thì giờ cập nhật tình hình máy xíu, cái số lượng máy. Thì bây giờ công ty có khoảng hơn 30 chiếc à. Từ 70 cho tới 95. Còn 4 chiếc trước mà động trước á, thì trước mình cập nhật sau. 95 thì có khoảng 6 chiếc á. Có sẵn. Ngày nãy cũng rơm nè. Cách này coi, cái này máy nguyên si từ bển về nha, cho nên còn cái vòi. Các bác nào lựa xong thì mình sẽ tiến hành hạ bồn xuống và gắn vô cái chỗ hướng bao. Ở đây mình có hai chiếc 68G nguyên zin nè, hàng đẹp. Rồi nào có phải 68G thì cứ liên lạc với mình. Đó. 70G. Nên những cái máy này rồi đó, các làm rồi, bán cho khách. Một số máy cài bên đây nè. Đây là những cái máy đã bán cho khách đây. Đang làm. Đây mình gần trước mình quay cho các bác xem nha. Nếu mà các bác cảm thấy thích cái kênh mình, muốn theo dõi kênh mình thì dưới đây có cái nút đăng ký, nút subscribe á. Thì các bác nhấp vào cái nút đỏ đỏ là các bác sẽ đăng ký cái kênh bán hàng của mình. Là các bác sẽ nhận được những cái thông tin về máy. Tại vì bình thường mình về máy về thì mình sẽ đăng từng chiếc luôn. Con nào số máy, quay từng video luôn ở trong cái danh sách phát list máy đó mà sử dụng á. Thì gần trước nha. Rồi đây là phía trước. Đây là chiếc 105 mới về ngày 11 tháng 7. Máy đẹp, máy dàn xới của 6040. Đây là máy cài. Đây, hai chiếc 6040 đẹp nữa. Đây trước là những cái máy đời 2016, 2017. Cái gì là những cái máy đẹp đó, mình để trước hết. Nhiều khi nhiều quá rồi để sau luôn. Rồi. Công ty mình chỉ có một địa chỉ duy nhất là ở Vĩnh Long thôi nha các bác. Vậy mình cảm thấy có nhiều người khách điện vô ta phàn nàn là có nhiều đơn vị tự nhận mình ở Thanh Hóa tùm lum. Bây giờ làm gì có ở Thanh Hóa, chỉ có giao máy về Thanh Hóa thì có. Công ty có một địa chỉ duy nhất tại thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Rồi xin cảm ơn các bác nha. Rồi bữa nay 11 tháng 7 nè, về tiếp một cái lô máy nữa. Đây con này mới về mới tinh luôn đó nha. Số khung nè. Ây da. Một chiếc. Chín lăm gm. Hai chiếc. Bây giờ chạy xuống nữa thôi. Còn mấy chiếc sau đi về sau rồi. Đang gấp hàm vô Vĩnh Long với 105. Chiếc này cũng về tới luôn, 70G. Con sau đang về. Sẵn đây chỉ các bác mua 95 ở ngoài kia. Cách gấp hàm. Này thì xoay ngang trên đây rồi chạy vô xong.
đồ vô. Xong xuôi hoàn chỉnh rồi, để vô. Con này đẹp nè, liền ghê luôn á. Hình như nó đợi 25. Thì đang đáp hàng chiếc 105. Ôi, đâu mày? Bên go. Dắt cái xe ra kìa, dắt cái xe ra chạy vô. Rồi, 105 xuống rồi nha các bác. Các bác nào có không chờ 105 bữa nay có luôn rồi nha. Mới vừa tiếp đây đó. Kia đang xuống, nay đang xuống hết dầu để châm dầu vô mới xuống được. Đây châm lên nằm đẹp cực kỳ. Chiếc kia đang đợi xuống. Chút nữa làm clip từng máy các bác đón xem nha. Chiếc kia nó đậu cặp ngoài đường luôn, dân hồ đậu ngoài đường xuống luôn. Thôi mình quay tới đây thôi, tiết kiệm bụng nhớ của YouTube kia đi. Chút nữa làm clip cập nhật lên hình máy ngày 11 tháng 7 là xong rồi. Rồi cảm ơn các bác nha. Rồi xin chào các bác nha. Bữa nay ngày 5 tháng 6 2017 nè. Mới về một cái lô máy 10 chiếc nữa, 70, 95 với máy cài. Thì hiện tại trong kho mà với trước thì nó cũng khoảng tầm 31 chiếc hết thảy. Mấy cuộn rơm này mình có đủ các loại máy cho các bác lựa luôn nha, nhiều lắm.
Phía sau này là mình máy cài. Máy cài bữa về cách đây mấy bữa bên Thái đang ráp vô, chưa có ráp xong, từ container gã ra. Đó, bán chiếc rồi, cũng còn có bán chiếc rồi. Nên máy cài Thái xịn nữa. Kia bác thường nhiều lắm. Này thì đang làm cho khách. Máy cũng gặp tự hành trong kia. Còn mấy con đạp trước nữa, đem ra chiếc mình quay cho các bác xem nha. Nếu các bác cảm thấy thích cái kênh video của mình thì các bác ở dưới đây có cái nút đăng ký hay là nút subscribe á. Các bác nhấp vô đó ha. Các bác sẽ nhận được những cái cập nhật video mới nhất của mình về tình hình của từng máy. Đây, sao không mới gì nè. Phía trước đây thì 4 con đó. Mà có 2 con đợi 26 đậu sẵn nhà. Bây giờ với dân ma nè, cũng gửi lên 8 nè, mấy cuộn rơm nè, đây con này là mới nhất trong tất cả các dàn máy luôn nè. Rồi xong, cảm ơn các bác nhiều nha.